Tiếp đến chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca cũng rất là ngọt ngào, một làn hơi cũng đầy nội lực, nữ nghệ sĩ Thanh Hiền. Xin mời em. Nguyễn Hậu chuẩn bị sau bài hát này nghe em. Và bài đầu tiên thì xin phép cho Thanh Hiền trân trọng kính chào tất cả cô chú và các anh chị. Thanh Hiền cũng có một cái duyên hạnh ngộ với thầy Hải, được thầy đàn cho hát 5 lần rồi, cho nên nó đã một cái tình cảm quý báu. Hôm nay Thanh Hiền đến thắp hương cho thầy cũng như là và chia buồn với gia đình của cô, mất đi một người chồng thân thương và tất cả các anh chị đó, nhất mất đi một người cha kính yêu của mình. Và để tiếp nối chương trình thì xin phép cho Thanh Hiền hát lại bài hát mà thầy Hải đã từng đàn cho Thanh Hiền hát ở nhà của sư phụ mười nhỏ, đó là bài hát Hàng Mặt Tự, sáng tác của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Mời các chị các cô chú cùng nghe. Nàng ơi,
Đó là chuyện của mười mấy năm về trước, chứ còn bây giờ thì ba thơ năm cũ đâu rồi. Em cho anh sống lại những ngày ngây thơ. Bài thơ em đời em giờ năm năm mới đó. Bây giờ là đây. Năm năm mới đó bây giờ là đây. Thôi em hãy về đi. Em cứ để anh chết trong sự cô đơn buồn tuổi. Về đi em mà. Sư phụ nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Dạ. Anh Trí ơi kể, từ nay anh không còn sợ cô đơn. Mấy đêm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lạnh của anh còn để lại, để lại trong lòng người con gái. Đúng đẹp quê tuổi xuân thời, anh đem cho hết người ta và tạm biệt về làm vẫn dắt dắt còn ai đến đây mà chẳng vẫn không lẽ em phải chịu thiệt thòi. Mấy đình ơi, làm dài quá.